Chào các bạn, mình là Diệu Yên. Hôm nay mình thay mặt nhóm 2 để nói nêu ra tình huống. Có một bạn trong lớp là lớp trưởng, hôm nay tiết vắng giáo viên cho nên lớp ồn, thì bạn lớp trưởng phải tìm cách để ổn định lớp. Trong nhóm em sẽ là lớp trưởng, bạn Uyên sẽ là tổ trưởng, người cùng theo lớp trưởng, và tất cả các bạn còn lại là người đóng tổ viên với lại hội viên ngon cho em phá lớp. Để xin mời mọi người nghe. Tông. Yeah.